Làm thế nào để có thể hủy tài khoản và lấy lại tiền khi Google Ads bị tạm ngưng? Và mình là Nguyễn Minh Phụng. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh của mình thì hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông thông báo để mỗi lần mình ra video thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận được video của mình. Và các bạn thấy đó, khi tài khoản của chúng ta bị tạm ngưng và chúng ta còn dư tiền ở trong tài khoản của mình, nếu như chúng ta bỏ đi thì chúng ta sẽ bị mất tiền. Như vậy cái giải pháp là chúng ta sẽ hủy tài khoản và yêu cầu Google hoàn lại tiền cho chúng ta. Thế thì các bạn có thể xem cái hướng dẫn nè. Đấy, và tiền thì có thể được hoàn lại từ 2 đến 4 tuần theo cái thông báo của Google nha. Đấy, thì để làm được điều này thì các bạn sẽ vào trong công cụ, các bạn sẽ chọn là lựa chọn ưu tiên. Các bạn thấy cái dòng là trạng thái tài khoản đó, đó, trạng thái tài khoản. Thì các bạn bấm cho nó sổ xuống. Và các bạn sẽ chọn là hủy kích hoạt nha. Các bạn chọn vào đây thì chúng ta sẽ chọn là hủy kích hoạt. Thế thì như vậy là chúng ta đã vừa thực hiện một cái thao tác gọi là hủy kích hoạt tài khoản của mình. Và theo thông báo của Google, khi mình hủy kích hoạt thì Google sẽ tự động hoàn lại tiền cho chúng ta theo Momo hoặc là theo cái thẻ tín dụng đó. Nếu như các bạn đang sử dụng cái thẻ tín dụng của ngân hàng thì có thể ngân hàng sẽ phải tạm giữ lại cái khoản tiền đó để nó kiểm tra xem là tiền ở đâu đến. Các bạn có chuyển tiền từ nước ngoài ở trong cái việc là rửa tiền hay là như thế nào đó hay không, đó thì ngân hàng sẽ kiểm tra cái điều này và ngân hàng sẽ trả tiền cho chúng ta. Thì thông tin thêm thì các bạn có thể kiểm tra ở email này nha. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này ý nghĩa thì hãy bấm đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông thông báo để mỗi lần mình ra video thì các bạn chính là những người nhận được video từ mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.